đâu đây? Tôi dám tự tiện vô nhà tôi vậy? Đi ra! Tôi biết chắc là bác sẽ đuổi tôi mà. Hôm nay tôi tới là làm đúng theo luật. Giới thiệu với bác, đây là luật sư Bảy Thắng, 30 năm kinh nghiệm trong nghề, cãi đâu là thắng đó. Đến để nói cho hai bác biết rõ về cái quyền nuôi con hợp pháp của tôi. An! Ba tới rồi nè con! Ba! Con gái, coi nè, thấy gì chưa? Trời ơi, ba mua được rồi hả ba? 9 triệu rưỡi đó con gái, ba tặng cho con gái của ba. Trời ơi, đẹp quá, con cảm ơn ba nhiều nha. Con thương ba nhất, ba là số 1. Hết hiệp 1, bên cha thắng 1-0. Hiệp 2, bắt đầu. Nhưng mà con ơi, về bển á, sống với dì ghẻ khổ lắm, con chịu không nổi đâu. Ba hứa với con, ba sẽ không cưới ai hết. Con đừng có tin, sống với dì ghẻ khổ lắm. Dạ, con đâu có lo chuyện đó đâu ông ngoại. Bên cha thắng 2-0, bên ngoại thua 0-2. Hiệp cuối. Bây giờ con muốn về ở với ba hay là vẫn tiếp tục ở với bà ngoại hả con? Bên cha tung đoàn quyết định. 5 4 3 2 Dạ con ở với ba. Bên ngoại knock out, bên cha win. Cái hình này đẹp quá à ba ơi. 9 triệu rưỡi của ba đó con. Ba con không có ở nhà. Không sao, tối gặp ảnh cũng được. Cô đi đâu vậy? Thì lên phòng cất đồ á. Ba con nói là không cho người lạ vô nhà. Người lạ? Dì là vợ sắp cưới của ba con nè. Mà con nên thay đổi cách xưng hô là vừa. Con có thể gọi là dì. À thôi, gọi bằng mẹ luôn đi, cho nó gần gũi ha. Ba con nói là ba con không thèm cưới cô mà. Con bé này. Bảy. Cưới. Cưới chứ. Tại vì ba con sợ là con giận nên ba con nói vậy để con chịu về đây ở. Từ nay về sau á, hai đứa mình chỉ cần chung sống hòa thuận với nhau là được rồi nha. Con gái của mẹ. Con bớt nằm mơ đi, không bao giờ có chuyện đó đâu. Con đi theo ông ngoại. Ba, đi về nhà con, đi bác về. Bác thương bé đi đâu vậy bác? Đi về. Ủa, dạ bác. Dạ có chuyện gì vậy bác? Vô mà hỏi cô ta. Dạ khoan. Dạ nhưng mà bác cho con hỏi rõ là có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy em? Dạ, nhà mình có tin vui. Em có thai rồi. Mình đám cưới đi anh. Lan An, theo ngoại về nhà con. Ngoại từ giờ đừng có qua đây nữa nghe chưa, đi về. Không, con ở đây với ba, không con đi đâu phải hết. Về để cho người ta xây tổ quy ương. Đi. Ở đây với ba không, con đi về. Ở đây với ba, con không đi đâu hết. Nè, đi. Lạc An, nè, con nghe ngoại nói nè. Lạc An,